Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh chúng ta đã được cơ hội để nhóm nhau lại. Chúng ta đã dâng cho Chúa ngày đầu tiên của tuần lễ để chúng ta thờ phượng Chúa. Và chúng ta cũng đã dâng cho Chúa khoảng phần 10 đầu tiên của lời tức của chúng ta. Và chúng ta ao ước và hy vọng là Chúa nghe cho hết thảy chúng ta cũng biết dâng cho Chúa thời giờ đầu tiên của ngày của chúng ta, khi chúng ta dành thời giờ để xây dựng thói quen hết sức là quan trọng cho đời sống thuộc linh của chúng ta, để chúng ta có thể được biến đổi, chúng ta được chuẩn bị để có thể sống ở trong phước hạnh của Chúa. Như tuần rồi chúng ta đã học cái thói quen tuyệt vời của Daniel đã làm nên cuộc đời của ông, từ một thanh niên bị bắt khỏi gia đình của mình, đem qua xứ người để bị đồng hóa, để đối diện với những cái kế hoạch của vua Nebuchadnezzar. Nhưng ông đã chọn sống thánh khiết trước mặt Chúa, không để cho mình bị ô uế bởi thức ăn của vua ăn. Ông đã chọn kính sợ Chúa trong cuộc đời của mình và xây dựng một thói quen rất là quan trọng và tuyệt vời. Đó là ông quỳ gối, mở cửa sổ của mình hướng về thành Jerusalem và cầu nguyện tại đó mỗi ngày 3 lần. Và điều đó nó trở thành một phần của đời sống của ông, đến độ khi những người ganh ghét ông đã xúi cho vua Darius lập một cái chiếu chỉ là trong vòng 30 ngày cấm không cho ai cầu nguyện với một thần nào khác, với một người nào khác, trừ ra cầu nguyện với vua. Và ai trái lệnh sẽ bị ném vào trong hang sư tử. Nhưng cảm ơn Chúa, bởi vì thói quen này, bởi vì sinh hoạt niềm tin hết sức quan trọng này trong cuộc đời của Daniel đã xây dựng một cách vững vàng. Ông đã thấy bởi sự cầu nguyện tương giao nhờ cậy Chúa thì ông đã nhận được sự giúp đỡ từ nơi Chúa nhiều lần nhiều cách ở trong đời sống của ông. Cho nên ông thay vì cúi đầu làm theo lệnh của vua của nước thì ông vẫn tiếp tục mở cửa sổ hướng về Jerusalem, quỳ gối xuống cầu nguyện mỗi ngày 3 lần như ông vẫn thường làm. Đó là thói quen mà Daniel có. Rồi cảm ơn Chúa vì chính thói quen đó đã làm nên cuộc đời của ông. Ông được ơn của Chúa để giải mộng. Ông được ơn của Chúa và sự khôn ngoan từ nơi Chúa ban cho để có thể làm công việc của triều đình, trải qua các đế quốc, các vị vua, các người cầm quyền. Mà chúng ta thấy rằng đáng lý ra khi thay đổi chính thể như vậy, hay là đế quốc như vậy, đáng lý ông phải bị giết hoặc là bị loại trừ. Nhưng ông chẳng những bị loại trừ nhưng mà vẫn đứng vững và lại được cất nhắc lên đến địa vị trong 3 tể tướng. Ông là một tể tướng được đặt cho công việc cao nhất. Cảm ơn Chúa, những phước hạnh mà Chúa ngài ban cho. Vì chúng ta đã học và được nhắc nhở những cái thói quen tốt ở trong đời sống của chúng ta có thể đem đến cho chúng ta những phước hạnh ở trong ơn của Chúa và sự biến đổi thật. Hôm nay, xin chúng ta cùng mở lời của Chúa trong Gia Cơ chương 1, câu số 21. Lời của Chúa dạy: vậy hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống thì phần tâm linh của chúng ta được cứu tức khắc. Chúng ta được xưng nghĩa, được xưng công bình. Và Đức Chúa Trời kể chúng ta là công bình trước mặt Chúa. Nhưng phần hồn của chúng ta thì chưa được cứu. Phần hồn chúng ta gồm có lý trí, ý chí và tình cảm của chúng ta, cảm xúc của chúng ta. 3 phần này chưa được cứu. 3 phần này phải được lời của Chúa rửa sạch, lời của Chúa biến đổi, để rồi có thể được cứu ở trong ơn của Chúa, là lời cứu chuộc linh hồn của anh em. Và để cho lời của Chúa có thể đem lại ảnh hưởng đó, thì chúng ta thấy rằng lời của Chúa ở đây dạy chúng ta câu này: vậy hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em. Câu tấm lòng nhu mì cần được bày tỏ trong việc tiếp nhận lời đã trồng ở trong chúng ta. Và câu Kinh Thánh này cũng dạy cho chúng ta một điều rất là quan trọng. Để chúng ta thật sự thay đổi tăng trưởng trong Chúa, thì hôm nay chúng ta sẽ theo đuổi cái đề tài đó là phá vỡ chu kỳ đang phá vỡ cuộc sống của bạn.
Những việc chúng ta làm ở trong đời sống như chúng ta đã được xây dựng trong các sứ điệp trước. Sứ điệp thứ nhất, chúng ta đã đặt ra câu hỏi tại sao chúng ta làm những việc mà chúng ta làm hàng ngày. Và câu trả lời là chúng ta làm những công việc chúng ta làm bởi vì chúng ta tin mình là ai. Những người ném cuộc đời của mình qua cửa sổ, những người ngập lặng ở trong tội lỗi bởi vì họ đã bị mắc mưu của ma quỷ và cũng đã nghe lời, có thể những người có trách nhiệm trên cuộc đời của họ, những người có thẩm quyền trên cuộc đời của họ đã cho họ thấy một cái bức ảnh, họ là những con người không ra chi, họ là một tội nhân, họ là một con người thất bại, họ là một con người có đầy những thói hư tật xấu nghiền ngập. Và chúng ta thấy điều đó đã xây dựng cái cuộc đời của họ. Chúng ta cũng vậy, và chúng ta đối diện với những cái điều mà chúng ta tin về mình. Và chúng ta được nhắc nhở là con gái của Chúa, chúng ta không phải là con người ma quỷ nói chúng ta là ai. Chúng ta cũng không phải là con người chúng ta nghĩ mình là ai. Nhưng mà chúng ta được cứu, được chuộc, chúng ta phải sống với con người mà Chúa bảo chúng ta là ai. Ngợi khen Chúa trong ơn của Ngài. Và sứ điệp thứ hai chúng ta đã được nhắc nhở, đó là chúng ta trong cuộc sống của chúng ta muốn thay đổi thật sự, thì chúng ta không thể chỉ thay đổi những cái hành vi của mình. Nhưng mà chúng ta phải kinh nghiệm cái sự biến đổi từ bên trong của chúng ta. Và chúng ta đã nhắc nhở với nhau có ba cái lối suy nghĩ sai lầm, mà hai cái chúng ta thấy rằng sai hoàn toàn và một cái chúng ta thấy rằng đúng mà chúng ta cần phải đeo đuổi. Suy nghĩ thứ nhất đó là Đức Chúa Trời làm những công việc của Ngài rồi, bây giờ đến phiên chúng ta. Chúa cứu, Chúa gọi, Chúa chuộc chúng ta về, cứu chúng ta và đặt chúng ta vào ở trong gia đình của Chúa, trong vương quốc của Chúa Trời. Chúng ta làm con cái Đức Chúa Trời và cha chúng ta ở trên trời. Điều đó sai. Khi chúng ta nghĩ rằng Chúa Ngài làm xong, bây giờ đến phần của chúng ta, và như là Chúa Ngài khuyến khích chúng ta đó, bây giờ con ráng cố gắng để sống một đời sống phước hạnh ở trong niềm tin. Một cái lối suy nghĩ thứ hai, đó là tất cả ở trong tay của Chúa. Chúa làm hết tất cả, chúng ta không làm gì. Nhưng mà lối suy nghĩ thứ ba mà theo Kinh Thánh, thì Đức Chúa Trời Ngài làm xuyên qua chúng ta. Thánh Linh của Chúa làm việc hành động xuyên qua đời sống của chúng ta. Mà chúng ta được biến đổi, chúng ta được phước, chúng ta được sự sức giàu, chúng ta được ơn để chúng ta có thể phục vụ và đời sống của chúng ta làm sáng danh Chúa. Và xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta đeo đuổi ở trong ơn của Ngài. Và tuần rồi chúng ta đã thấy có những thói quen xấu trong đời sống của chúng ta cần phải được dời đi. Bởi vì chúng ta là những con người của thói quen. Đa số những việc chúng ta làm hàng ngày không phải bởi quyết định của chúng ta trong từng việc, nhưng mà bởi thói quen mà chúng ta đã có trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta thay thế những thói quen xấu bằng thói quen tốt, thì cuộc đời của chúng ta sẽ được thay đổi và kinh nghiệm được những kết quả phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng nhau đặt một cái câu hỏi, đó là tại sao những con người có một cái bắt đầu rất tốt, có những tiềm năng rất tốt, lại cuối cùng rơi vào trong một cái tình trạng chúng ta thấy đổ vỡ, tan nát và đã chấm dứt cuộc đời của mình với một cái nốt rất là đau buồn. Cùng một lúc chúng ta cần nhớ rằng không ai, tôi chưa bao giờ thấy, nếu anh chị em có thấy những con người này, xin giới thiệu để tôi biết để tôi có thể phỏng vấn họ. Là không có ai một buổi sáng thức dậy thì ngồi xuống trên bàn làm việc của mình lập một kế hoạch để phá hoại đời sống của mình. Tôi sẽ làm những bước này để phá cuộc đời của tôi cho nó tan nát. Không có. Nhưng mà tại sao người ta lại cuối cùng lại ở trong cái tình trạng tan nát như vậy? Câu trả lời là mỗi lần một bước, một quyết định sai, một bước sai lầm, một thói quen xấu, nó đem người ta đến chỗ tồi tệ như vậy. Một quyết định sai, một bước sai lầm dẫn đến những thói quen xấu và cuộc đời đã kết quả một cách hết sức là tồi tệ. Sáng hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ về một cuộc đời. Người này là một người có một mái tóc tuyệt vời, có một sức mạnh lạ lùng, một người đầy tiềm năng, nhưng mà đã bị mất tóc, mất sức, mất mắt, bị người ta móc mắt và cuối cùng đã mất mạng chung với kẻ thù của mình. Những người biết Kinh Thánh chắc biết nhân vật này rồi phải không?
Tôi muốn nói đến Samson, một người đã được chính thiên sứ của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu trong Cựu Ước hiện ra với mẹ của ông và nói rằng bà là người hiếm muộn nhưng mà bà sẽ có một con trai. Và đứa con đã được chọn từ trong lòng mẹ. Cho nên người mẹ của ông không được kể từ giây phút đó ăn những cái thức ăn có chất men và sản phẩm của trái nho. Ông được chọn từ trong lòng mẹ là người Nazari cho Chúa. Dao cạo sẽ không qua đầu của ông. Suốt cuộc đời của ông thì không được cắt tóc. Thật ra là cắt mé tóc của ông như chúng ta thấy những người Do Thái ngày hôm nay. Có những người đã dâng cuộc đời của mình cho Chúa, chúng ta thấy những thanh niên trẻ của người Do Thái có cái tóc lọn của họ, tóc mây của họ đó, họ đẩy nó dài xuống. Người này không được ăn những thức ăn của những thú vật không sạch. Và người này cũng không được uống rượu vì đã được chọn từ trong lòng mẹ. Với cái tiềm năng là ông sẽ là người giải cứu dân sự của mình. Ông là một quan xét Đức Chúa Trời Ngài ban cho tuyển dân của Chúa. Một con người với một tiềm năng rất lớn và một sự kêu gọi rất cao. Mà cuối cùng chúng ta thấy ông mất tóc, ông bị mất sức mạnh của mình, ông mất luôn tên tuổi của mình, ông mất luôn ánh mắt bởi vì kẻ thù đã móc mắt ông và bắt ông làm trò tiêu khiển cho họ trong lúc họ đang ăn tiệc để cảm tạ thần của họ rằng đã giao Samson vào ở trong tay của họ. Tại sao một người đầy tiềm năng như vậy lại có thể rơi vào trong tình trạng như vậy? Câu trả lời là không phải trong một ngày một buổi ông đã đến tình trạng đó. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tất cả không xảy ra cùng một lúc nhưng mà là từng bước một. Mỗi lần một bước. Cụ thể chúng ta thấy rằng điều ông đã làm một quyết định sai, bước một bước sai và đã tạo nên một thói quen rất xấu. Cụ thể chúng ta thấy rằng ông từ quê của mình là Soria, Samson đã đi sai hướng. Ông đã đi 52.800 bước sai hướng trong một cái đoạn đường 25 dặm đường từ Soria, ông đã đến Gaza. Và khi chúng ta nghiên cứu, chúng ta thấy ông bước vào trong lãnh thổ của kẻ thù. Kẻ thù chung số 1 của dân Israel. Đời sống của ông rã rời, ông bị móc mắt, chết chung với kẻ thù của mình. Lý do là bởi vì ông đã đi quá xa nhà. Và điều mà chúng ta đặt ra ở tại đây đó là tại sao Samson đi xa nhà như vậy? Với một cái mạo hiểm, ông đi vào trong lòng đất của quân thù của người Philippines để ông cưới một người vợ mà cái giá trị quá ít. Các quan sát cho 16 câu 1 chép cho chúng ta: một hôm Samson đi đến Gaza, ở đó chàng thấy một kỵ nữ và đi vào nhà của nàng. Đi một đường xa như vậy, xa gia đình, xa quê hương của mình, xa dân sự của Đức Chúa Trời, đi vào lòng của quân địch. Tưởng đâu gì đi đến để lấy một kỵ nữ. Tại sao ông đến tới cái chỗ đó? Là bởi vì từng bước một ông đã đi sai hướng. Và đó cũng là điều thường xảy ra cho con người của chúng ta. Không ai bắt đầu với những cái kế hoạch để mình phá hoại cuộc đời của mình, hôn nhân của mình, gia đình của mình, đời sống tin kính Chúa của mình. Nhưng mà một bước sai lầm, một hướng đi sai lầm, một kế hoạch sai lầm, nó tạo nên thói quen và nó đem chúng ta đến chỗ gặp sự khó khăn. Samson, chúng ta biết ông có một cái tiềm năng hết sức là lớn như vậy, và sách các quan sát cho chúng ta biết đó là ông bắt đầu chức vụ của ông với một cái điều nó trở nên cái nét ở trong cuộc đời của ông. Sách các quan sát chương 14 câu số 1 cho chúng ta một cái chi tiết mà chúng ta thấy ở tại đây. Để chúng ta đọc, chúng ta thấy ông là một người làm theo ý riêng của mình. Ông bị một cái nan đề mà các con trai của Adam, các con trai của loài người chúng ta thường gặp phải. Đó là chết vì nước mắt của phụ nữ. Nhiều năm trước tôi đọc một cái lời, một câu cách ngôn là không có gì đứng nổi trước đập nước mắt của phụ nữ.
Cái đập đó mà nó vỡ ra một cái rồi đó, thì song song người mạnh mẽ như vậy cũng phải ngã. Trong các quan sát chương 14 cho chúng ta thấy song song đi xuống Thima, thấy một thiếu nữ Philippines ở đó. Khi trở lên, ông nói với cha mẹ của mình rằng: "Con thấy có một thiếu nữ Philippines ở Thima, bây giờ xin cha mẹ cưới nàng cho con làm vợ." Cha mẹ ông nói, trong vòng bà con hay trong cả dân tộc chúng ta, không có thiếu nữ nào con ưng ý sao mà con phải tìm đến người Philippines không cắt bì kia để cưới vợ. Và câu chuyện tiếp tục cho chúng ta thấy, ông cưới người thiếu nữ này. Ở trong lúc đãi tiệc cưới, thì ông ra một cái câu đố cho những người thanh niên của những người Philippines đến dự tiệc cưới. Ông nói rằng, nếu có được cái câu trả lời cho câu hỏi của ông đó, thì họ sẽ được thưởng 30 bộ quần áo. Còn nếu không, họ phải tặng cho ông 30 bộ quần áo. Thì những người thanh niên Philippines này biết cái chỗ để họ có thể điểm nguyệt Samson. Đi qua cửa của người vợ mà ông đã định cưới và tiệc cưới đang diễn ra, thì người nữ này khóc. Đánh cái dấu hỏi, nếu chàng thật sự yêu em thì chàng phải cho em biết cái câu giải đáp của cái câu đố của chàng. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết ở đây là nàng khóc. Samson chịu không nổi. Và cuối cùng Samson đã nói cho nàng biết về cái câu trả lời. Vì ông có giết một con sư tử. Trên đường đi cha mẹ ông cũng không biết. Một thời gian sau thì ông quay trở lại, thì thấy thịt nó đã rã chỉ còn xương thôi, thì có một bầy, một cái tổ ong mật ở tại đó. Và cái câu đố của ông liên quan đến công việc đó. Rồi chúng ta thấy những việc xảy ra trên cuộc đời của Samson. Ông đi vào ở trong nhiều cái sự khó khăn, và cuối cùng thì đã mất tất cả. Luôn cả thần của Chúa đã lìa ông. Khi các vua, xin lỗi, các quan sát chương 16 câu 1 chép: "Một ngày kia Samson đi đến Gaza, gặp một kỳ nữ ở đó và đi vào nhà của nàng." Kỳ nữ này tên là Danila. Danila thì chúng ta biết lại còn làm một cái việc mà khiến cho người đàn ông này đã có cái nét rồi, khổ vì đàn bà, đã quyết định sai, không lập gia đình với tuyển dân của Chúa mà chọn cưới vợ người Philippines. Thì cái thánh ghi lại cho chúng ta là Samson nằm ở trên đùi của Danila. Dân Philippines rất ghét Samson và muốn tiêu diệt ông. Cho nên họ đi qua cửa của Danila và treo một cái phần thưởng. Nếu Danila khám phá ra được lý do nào Samson mạnh sức đến như vậy, ông mạnh đến độ mà người ta nhốt ở trong thành, thì ông đã nhổ cả hai cái cột và cửa thành, đem qua bên đồi đối diện và để ở trên đó. Thì chúng ta thấy Samson ở tại đây, khi Danila hỏi lý do nào mà ông có sức mạnh như vậy, thì ông đã làm một cái thói quen rất tệ hại, đó là đùa giỡn với tội lỗi. Ông nói, tôi khỏe như thế này là bởi vì... Rồi xong ông đổi, ông nói rằng, nếu lấy 7 cái dây cung chưa sử dụng trói ông lại là ông sẽ không có sức để có thể thắng được những sợi dây cung đó. Thì chúng ta để ý tới đây, Danila đi và báo tin cho những người ở trong xứ, và họ đặt lính ở trong nhà của Danila. Rồi Danila trói Samson lại. Trói xong la lên: "Samson, người Philippines đến bắt ngươi." Ông đứng dậy, ông rung dài một cái, thì tất cả những sợi dây cung đó bị đứt như là chỉ gai đụng vào lửa. Danila khóc lóc òn ỉ: "Chàng không có yêu em, chàng nói dối với em." Và chúng ta thấy Samson bắt đầu dần dần từ chỗ tai, ông dần dần đưa lên đến tóc. Nếu tóc ông mà được dệt ở trong khung dệt của thợ dệt, ông sẽ mất sức. Chúng ta thấy từ tai dần dần nó đi lên, mỗi lần một bước.
Khi làm như vậy, có lần thứ ba, Daniela báo tin cho, và cuối cùng thì trong lúc Samson ngủ, bà có đủ thời gian để vệt tóc của ông vào trong khung vệt của thợ vệt. Đòi hỏi thời gian. Gia đình của bên ngoài của tôi là vệt lụa, gọi là lãnh Mỹ A. Lớn lên tôi biết, người ta lấy những cái sợi tơ của con nhộng, kéo ra bỏ vào trong những cái suốt, rồi những cái suốt đó bỏ vào trong con thoi, để chuẩn bị dệt cái những cái đường chỉ chiều ngang. Còn đường dài đó thì người ta đã để vào trong khung dệt. Tôi hỏi rất là nhiều thời gian. Daniela có thể lấy từng sợi tóc của Samson mà đang vào ở trong những cái lược này, tốn thời gian lắm. Nhưng mà chúng ta để ý, Samson rơi vào trong cái chỗ đó, đến khi tóc của mình được dệt ở trong khung cửi đó, là chúng ta biết rằng bởi vì một cái quyết định sai mỗi lần một bước. Daniela cũng la hoáng lên. Quân lính đang núp ở trong nhà để chuẩn bị để mà bắt Samson. Ông đứng dậy, ông lắc một cái tóc của ông thì khung cửi nó văng ra hết. Và trong đó cái con thoi, trong đó có kẹp cái suốt mà người ta để những cái đường chỉ chiều ngang đó, nó cũng văng ra luôn. Một lần này thì Daniela dùng tuyệt chiêu. Bà chẳng những nói chàng không yêu mà bà còn khóc nữa. Thì bây giờ từ tai dần dần lên đến tóc, Samson tiết lộ điều đã làm cho ông có sức mạnh. Vì ông là người đã được chọn từ trong lòng mẹ. Dao cạo không thể qua đầu của ông được. Và ông tiết lộ, nếu ông bị cắt tóc thì ông sẽ không còn có sức nữa. Và đây là điều mà chúng ta để ý đến tại đây. Vì ông nghĩ rằng dù ông có bị cạo tóc, ông cũng sẽ có thần của Đức Chúa Trời để ông sẽ đứng dậy và cứu mình như những lần trước. Nhưng mà ông không ngờ là thần của Chúa đã lìa khỏi ông. Anh chị em, mỗi lần một bước về hướng sai lầm, dần dần đến chỗ bởi thói quen xấu mà chúng ta rơi vào ở trong cái vị trí mà chúng ta không muốn bao giờ. Mặc dù ban đầu không ai trong chúng ta cố tình muốn đi đến đó, nhưng vì cái quyết định sai của mình mỗi lần một bước. Samson tại đây đi 25 dặm. Và khi tôi vào ở trong weekly mà tôi tìm hiểu, hỏi gì chứ 25 dặm tương đương với bao nhiêu bước, thì người ta nói rằng tùy cái người bước xa, bước gần, đi nhanh, đi chậm, trung bình là 52.800 bước. Và chúng ta để ý đến tới đây, ông đi 52.800 bước xa gia đình, xa nhà của mình, xa dân tộc của mình, xa tuyển dân của Đức Chúa Trời, đi vào lòng của đất địch. Và tại đó, ông hủy phá cuộc đời của mình. Không ai có kế hoạch sống từ ngân phiếu này sang ngân phiếu khác. Nhưng mà nhiều người đã rơi vào trong tình trạng đó. Bởi vì không quản lý tài chính của mình một cách tốt đẹp. Không ai ước mơ mình sẽ làm công việc mà mình ghét, sống một cách vô kỷ luật và sống một cuộc đời tầm thường. Nhưng mà nhiều người đã làm như vậy. Không ai có kế hoạch cuối cùng là Giáng sinh mình sẽ không có con cái ở bên cạnh. Nhưng mà làm những quyết định sai, có những lời nói không còn tốt đẹp cho vợ, cho chồng của mình nữa, cho nên ly dị và con phải một lúc ở với cha, một lúc ở với mẹ. Giáng sinh không có con ở nhà. Nó xảy ra quá nhiều, quá thường xuyên. Bởi vì mỗi lần một bước, chúng ta đã quyết định sai lầm và bước xa khỏi phước hạnh và sự hiện diện của Chúa vì những thói quen xấu trong cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa nghe thương xót. Chúng ta phải làm gì để chúng ta có thể bước ra khỏi một cái chương trình mà đời sống của chúng ta có thể tan nát như vậy? Tuần rồi chúng ta đã được nhắc nhở. Chúng ta biết mình là ai trong Chúa. Và lý do tại sao chúng ta phải có một đời sống được biến đổi vì sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta muốn chúng ta có một thân thể khỏe mạnh. Chúng ta chọn ăn những thức ăn tốt để sức khỏe của chúng ta tốt, không phải để chúng ta có thể khoe. Chúng ta không đi tập thể dục thể hình để chúng ta khoe với những người khác. Chúng ta có một cái thân thể khỏe mạnh để chúng ta làm sáng danh Đức Chúa Trời. Có một thân thể khỏe mạnh để nó chuyên chở con người tâm linh của chúng ta đi truyền giáo, để đi và giới thiệu về Chúa cho những người lân cận của chúng ta.
Khi chúng ta hiểu cái lý do tại sao, thì nó sẽ giúp cho chúng ta thêm sức mạnh. Và bởi ơn của Chúa, chúng ta có thể thực hiện một đời sống thay đổi theo ảnh tượng của Đấng Christ để làm sáng danh Ngài. Lý do tại sao chúng ta chọn sống thánh khiết là bởi vì mục đích của chúng ta là lời chứng của chúng ta sẽ ảnh hưởng trên nhiều cuộc đời, và lời chứng của chúng ta có thể cứu được nhiều linh hồn, bởi vì chúng ta không muốn đánh mất cái lời chứng tốt của đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta không muốn trở lại với lối sống cũ, chúng ta không muốn làm những công việc đã đem chúng ta vào trong cái chỗ nghiện ngập. Chúng ta biết cái lý do tại sao. Và tuần rồi chúng ta đã lên kế hoạch để chúng ta có thể xây dựng một cái thói quen tốt, thì chúng ta phải làm cho cái việc nó dễ dàng, dễ thực hiện được. Và thứ hai là chúng ta phải làm cho cái việc nó trở nên tự nhiên cho chúng ta, bằng cách là chúng ta dời đi những cái gợi ý. Có những cái gợi ý mà nó kéo chúng ta đi vào ở trong cái chỗ tội lỗi và thói hư tật xấu. Chúng ta phải dẹp bỏ những cái điều đó. Và thứ hai là chúng ta phải làm cho việc nó dễ dàng. Tôi đã nhắc anh chị em, đầu năm, sau khi đi trại Nhã Ca, sau khi đến với Đại hội Phục Hưng được Chúa Ngài ban phước, ôi, năm mới này, tôi quyết tâm là tôi sẽ đọc hết Kinh Thánh năm nay. Ngày đầu tiên ngồi xuống đọc 2 tiếng đồng hồ. Mấy ngày sau, xong Sáng Thế Ký. Qua đến Xuất Ê-tô Ký, cũng đọc xong luôn vì có những câu chuyện ly kỳ trong đó. Qua đến Lê-vi Ký, hơi chậm bước bởi vì sao mà luật lệ đủ thứ trong cái chỗ này. Nhưng mà qua đến Dân Số Ký, theo như nghiên cứu đó là đa số người ta bỏ mất cái quyết tâm của mình vào trong ngày thứ 6 của tuần thứ 2 của tháng Giêng. Đa số chúng ta bị kẹt ở chỗ Dân Số Ký, phải không? Ông này sanh ra ông kia rồi cái gì đó mình nói xong rồi. Gia phổ này đến gia phổ kia. Tôi hồi trước bắt đầu cũng đấy. Cho đến khi học cái môn khảo cứu về cựu ước và hiểu được tại sao Đức Chúa Trời Ngài truyền lệnh cho để các trước giả của Kinh Thánh ghi lại những cái gia phổ như vậy, để chứng minh và bày tỏ Đức Chúa Trời Ngài là đấng thành tín những gì Ngài đã phán. Ngài đã gọi một con người, Ngài ban phước và hậu tự của họ được phước và được Chúa Ngài sử dụng. Rồi bắt đầu với một vị vua là một con người mà bỏ Chúa, xa Chúa đó, cuộc đời của họ tan nát, con cháu của họ cũng bắt chước theo họ, đời các vua sao bắt chước đời của vua cha, và chúng ta thấy cuộc đời của họ cũng trải qua mà nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta có thể học được. Nhưng trở lại với, bởi vì chúng ta đã có một tham vọng quá lớn, chúng ta bắt đầu với 2 giờ đồng hồ, rồi ngày hôm sau chúng ta thấy mệt, chúng ta giảm bớt xuống, và tôi đã đề nghị với anh chị em là chúng ta bắt đầu ít thôi, 3 phút 5 phút. Và khi quen chúng ta ăn thêm 10 phút, 15 phút, 30 phút, chúng ta dành thời giờ để chúng ta đọc lời của Chúa và có một kế hoạch để chúng ta có thể đọc suốt Kinh Thánh trong một năm. Cầu nguyện cũng vậy. Đừng cầu nguyện dài. Chúng ta muốn tập cho con cái chúng ta thói quen để nó cũng có thời giờ cầu nguyện với Chúa. Mà chúng ta là cha mẹ, ông bà, chúng ta làm một cái quá xa cỡ. Nó ngồi nó ngáp dài, ngáp ngắn, nó nói là lần tới mà khi mời xuống, ngồi xuống cầu nguyện là nó chạy tuốt. Tại vì chúng ta cầu nguyện cho thế giới, chúng ta cầu nguyện cho châu Âu, châu Á, châu Phi, rồi chúng ta cầu nguyện cho người giàu, cho người nghèo, đủ một thứ hết. Chúng ta cầu nguyện tất cả để con cái của chúng ta thấy rằng mình là người cầu nguyện. Cuối cùng nó sợ. Bắt đầu ngắn thôi, như Daniel cầu nguyện buổi sáng. Rồi ông thấy những phước hạnh, ông cầu nguyện buổi trưa. Rồi ông thấy phước hạnh, ông cầu nguyện buổi chiều. Mỗi ngày ông cầu nguyện 3 lần như ông thường làm. Và điều đó nó trở, khi nó trở thành một phần của đời sống ông không đánh mất được, và ông cũng không để cho bất cứ một điều gì ngăn trở ông trong sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Dễ thực hiện. Dễ để chúng ta tiếp tục. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta đã chọn dựa trên con người chúng ta muốn trở thành, và chúng ta đã bắt đầu những thói quen tốt. Giảm bớt những thứ có thể đem lại nguy hiểm cho đời sống thuộc linh của chúng ta, sự thay đổi trong đời sống của chúng ta. Bây giờ dựa trên con người chúng ta muốn trở thành, thì chúng ta cần phải bỏ những thói quen xấu nào? Gia Cơ chương 1:21 chúng ta trở lại. Vậy hãy bỏ đi. Hồi trước mình lượm lại, giờ bảo bỏ đi. Bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại. Tức là có bỏ một số rồi, còn một số chúng ta nói ô, cái tội này nó bé bé xinh xinh, nó dễ thương lắm, chắc nó cũng không có nguy hiểm gì trong đời sống của mình. Mỗi lần một bước.
Và cuối cùng thì chúng ta thấy đi đến cái chỗ, mình đến cái nơi mà mình không bao giờ muốn và không có ý định đến đó bao giờ. Bỏ đi mọi điều ô uế, mọi điều gian ác còn lại. Đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng cho anh em là lời cứu được linh hồn của anh em. Cho nên hãy cụ thể dựa trên mình là ai, muốn trở thành một người như thế nào và những thói quen nào, thói quen xấu nào chúng ta cần phải bỏ. Cho nên chúng ta phải xác định và phải nhận diện nó. Nếu mục tiêu của chúng ta là kiêng ăn để giảm cân, thì chúng ta phải có kế hoạch giảm bớt, ăn ít đồ ngọt hơn, cắt giảm tinh bột và giảm thiểu tối đa không ăn thức ăn nhanh được bán ở những cái tiệm bánh mì kẹp. Nếu chúng ta muốn giảm bớt sử dụng những đồ điện tử, anh chị em, nó là một cái phương tiện và nó cũng là một con dao hai lưỡi đó. Ngay trong lúc này có các anh chị em, có các đầy tớ của Chúa cũng đang thờ phượng Chúa với chúng ta qua Facebook Live. Một cái phương tiện mà giúp đỡ cho chúng ta có thể gặp gỡ và cùng thờ phượng Chúa, học lời của Chúa qua cái phương tiện này. Nhưng mà nó cũng là một cái đam mê mà nó đang trói nhiều cuộc đời. Anh chị em có biết là Steve Jobs là người đã chế ra, phát minh ra cái điện thoại iPhone đó. Ông không bao giờ cho con của ông sử dụng iPhone, quý vị có biết không? Facebook, người đã phát minh ra Facebook, cũng không cho gia đình của mình sử dụng Facebook. iPhone giới thiệu cho chúng ta một cái phương tiện rất tốt, nhưng mà rồi cũng khám phá ra rằng thế giới loài người của chúng ta đã mắc một cái dịch lệ rất là lớn, là cái bệnh chúng ta dành quá nhiều thời giờ trên màn hình. Cho nên iPhone trong các version gần đây, trong cái phiên bản gần đây, họ cho một cái nhu liệu trong đó để họ báo cho chúng ta biết chúng ta dành bao nhiêu thời giờ trung bình một ngày, chúng ta dành thời giờ ở trên điện thoại của mình. Và sáng Chủ nhật nó báo cho chúng ta biết. Sáng hôm nay tôi làm cái công việc mà tôi thường làm, đó là vào trong Facebook để coi các anh em, chị em của chúng ta nhóm lại trên Facebook Live, và tôi muốn điểm danh họ. Thì trước khi tôi mở Facebook lên, chỉ mở cái iPad lên, thì Screen Time cho biết là trung bình trong tuần qua, mỗi ngày tôi dùng 1:30 đồng hồ để xem và sử dụng Facebook cũng như cái thời giờ dành ở trước màn hình. 1:30. À, một sự tệ quá, một tiếng rưỡi đồng hồ, chưa chắc. Vì theo thống kê cho chúng ta biết là trung bình một người dành 4 giờ đồng hồ một ngày. Hội thánh của Chúa tại đây, chúng ta là những người có kỷ luật, chắc không có ai dành nhiều thời giờ như vậy phải không? Tôi có thể nhìn và có thể nói rằng có người có thể dành một ngày cho screen time. Muốn thay đổi, muốn giảm bớt, chúng ta cần hiểu cái hiện thực của chúng ta. Để chúng ta có thể bỏ những cái thói quen xấu, để chúng ta có thể tập và thay thế bằng những thói quen tốt, thì chúng ta cần phải nhận diện nó. Và câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra là tại sao thói quen tốt khởi đầu rất khó, mà thói quen xấu lại khó để mà bỏ? Một đằng thì khó để bắt đầu, một đằng thì khó để mà bỏ. Tại sao? Vì cái lý do của phần thưởng. Chúng ta những thói quen tốt, thí dụ như chúng ta muốn cho mình có sức khỏe tốt, thì mình phải chạy bộ, mình phải tập vợt, mình phải tập thể hình. Và chúng ta mỗi lần làm như vậy là bắp thịt của mình nó ế ẩm. Nhất là những người lâu ngày không chạy, thì chân của mình giống như là người Mỹ họ nói là chó nó sủa cái bàn chân của mình, các ngón chân của mình, vì nó tưởng cục thịt không còn dính ở trong cái cơ thể của mình nữa. Nó đau như vậy đó. Nhưng mà cái kết quả của nó đó là phải nhiều tháng sau chúng ta mới thấy. Tôi nhớ khi bắt đầu muốn giảm cân và chạy đó, thì người ta nói cho biết là mình phải chạy 3 dặm mình mới đốt được cái độ calorie ở trong một cup ice cream.
hay là một cái donut. Ăn một cái donut vô mình phải chạy 3 dặm nó mới đốt được. Sáng ăn cái donut, trưa làm thêm mấy muỗng ice cream nữa, tối làm thêm một miếng bánh ngọt nữa, thì mình chạy 10 dặm cũng chưa nhúc nhích gì. Và có người nói mục sư Khánh ơi, em không biết sao em uống nước lã mà em hít thở không khí thôi mà nó cũng lên cân nữa, tại vì nó tích lũy nhiều ngày. Và đó lý do tại sao chúng ta vì lâu, thời gian lâu sau này chúng ta mới thấy cái phần thưởng của nó. Cho nên nhiều người không tập được và bắt đầu được những thói quen tốt. Còn thói quen xấu thì chúng ta hưởng cái lợi của nó ngay trước mắt. Vừa cái miếng bánh này cắn vô một miếng, đưa một muỗng vô, wow. Rồi một thời gian lâu sau mình mới thấy cái hậu quả của nó. Cái đau đớn nó phải thời gian sau. Như tôi nói, ăn một miếng bánh ngọt, một cái thức ăn khoái khẩu, one moment on the lips, lifetime on the hips, nhưng mà nó không có xảy ra liền. Một cái miếng bánh chocolate, một cái bánh chocolate ngày hôm nay ăn, mấy năm sau bác sĩ khi đi thử máu khám thường niên, bác sĩ cho biết rằng độ đường trong máu của bạn rất cao. Tại vì cái lợi, bởi vì cái thích, cái khoái khẩu của mình chúng ta có liền. Cho nên thói xấu rất dễ để nó trở thành một phần của đời sống của chúng ta, để rồi chúng ta khó để có thể bỏ nó được. Em thấy được vấn đề chưa? Cho nên chúng ta nhớ cái quy luật mà chúng tôi đã giảng dạy cho anh em, cái luật nhân quả đó. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi sẽ gặt lấy giống nấy. Trong cái luật nhân quả, luật gieo và gặt đó, thì chúng ta thấy có những luật khác nó đi chung. Hôm nay chúng ta gặt một thời gian sau, chúng ta gieo một thời gian sau chúng ta mới gặt. Chúng ta gieo theo tỷ lệ nào chúng ta sẽ gặt theo tỷ lệ đó. Chúng ta gieo giống gì chúng ta sẽ gặt lấy giống nấy. Chúng ta không làm gì với mùa thu hoạch của năm trước, của lần gieo năm trước, nhưng ta có quyền để quyết định cái việc mình gặt kể từ năm nay và năm sau. Thì cũng vậy, khi chúng ta gieo những hạt giống tốt thì chúng ta chắc chắn sẽ thu hoạch, mặc dù phải có một thời gian. Trở lại với vấn đề chúng ta sử dụng điện thoại. Trung bình theo như người ta nghiên cứu thì một người sử dụng điện thoại 4 giờ một ngày. 4 giờ một ngày nhân cho 365 ngày một năm thì có 1460 giờ một năm. Mà nếu chúng ta tính trung bình chúng ta sống 60 năm, 1460 giờ nhân cho 60 năm bằng 87.600 giờ. Chúng ta lấy 87.600 giờ mà chúng ta chia cho 24 giờ một ngày thì chúng ta có 3.640 ngày, hay là hơn 10 năm. Nếu một người tính trung bình là sống 60 tuổi, dành 1/6 cuộc đời của mình để coi màn hình, coi điện thoại thông minh. Nhưng mà cái chỗ này nó không thông minh chút nào hết. Cho nên ngày hôm nay anh chị em có biết rằng có những người họ chọn cái quyết định bỏ những điện thoại thông minh này để trở lại với những cái cùi bắp. Mấy cùi bắp á, điện thoại cùi bắp á, nó chỉ làm cái công việc, cái chức năng của nó là điện thoại chứ không còn lướt sóng quẹt. Mà chúng ta phải bị tốn nhiều thời giờ như vậy. Vì họ thấy nó trở nên một cái dịch lệ. Tôi không khuyến khích anh chị em là bỏ hết iPhone. Nhưng mà chúng ta phải để ý đến, nếu chúng ta không muốn mình bỏ quá nhiều thời giờ ở trên điện thoại và màn hình, chúng ta phải ngăn chặn để chúng ta không bị rơi vào trong tình trạng mà mỗi bước một lần đưa chúng ta đến một cái chỗ mà chúng ta không thích bao giờ. Bây giờ làm sao để chúng ta có thể phá vỡ một cái thói quen xấu? Thói quen tốt chúng ta đã nhắc với nhau là việc phải làm được một cách dễ dàng. Cái thói quen xấu thì chúng ta phải từ bỏ. Vì chúng ta đã học ở trong tuần rồi, cái điều rất là quan trọng là cái giây phút khởi đầu, cái gợi ý là cái chỗ rất là nguy hiểm. Bây giờ chúng ta làm sao để chúng ta giải quyết và chúng ta cất đi những cái gợi ý đó, những cái tín hiệu ban đầu đó. Có 5 cái gợi ý hay là tín hiệu khởi đầu mà chúng ta cần phải để ý đến trong đời sống của chúng ta. Một số địa điểm nhất định. Thứ hai là một số thời gian nhất định. Thứ ba là tâm trạng, những cái tâm trạng. Thứ tư là những khoảnh khắc nhất định.
Và thứ năm là điều nguy hiểm nhất, đó là một số người nhất định mà chúng ta cần phải để ý và dời đi trong đời sống của chúng ta. Từng điểm một, địa điểm. Chắc chắn nếu chúng ta muốn giảm bớt vấn đề ăn uống quá độ, chắc chắn sẽ không ăn uống quá nhiều ở phòng tập thể dục, nhưng mà nó ở nhà hàng buffet. Oh, you can eat. Mà người ta còn nhắc nhở nhau ăn cho nó đáng tiền. Địa điểm. Muốn giảm bớt thì chắc là phải giảm thiểu những chỗ đó. Amen. Chắc không ai uống rượu mạnh trong lúc Denny sinh hoạt ở nhà thờ, nhưng có thể ở những cái tiệc tùng. Cho nên chúng ta cần để ý đến những địa điểm như vậy. Song song không ngủ với kỳ nữ ở quê nhà của mình, nhưng 52.800 bước xa nhà ở tại Gaza. Thời gian chắc sẽ không xem phim khiêu dâm trong lúc mình có giờ tỉnh nguyện vào mỗi buổi sáng cầu nguyện với Đức Chúa Trời và đang đọc Kinh Thánh. Nhưng nó có thể xảy ra trong lúc đêm khuya, khi chúng ta gặp những chán nản trong đời sống, khi chúng ta ở một mình, nhất là khi bà xã nói tối đêm nay em nhức đầu. Các chị em, nếu nước mắt của Daniela có thể đánh gục Samson, thì nước mắt của anh chị em, của chị em sử dụng đúng, có thể khích lệ chồng của mình. Xin Chúa ngài cho để chúng ta khóc, để khích lệ chồng của mình trong nước mắt của sự cầu thai cầu nguyện, hơn là chúng ta thêm những cái phương tiện và lọt bẫy của ma quỷ để gây khó khăn cho chồng của mình. Thứ ba là tâm trạng. Chúng ta dễ để phạm tội và rơi vào những cái sự khó khăn khi chúng ta đói, khi chúng ta giận, khi chúng ta cô đơn, khi chúng ta mệt mỏi. Cho nên đề cao cảnh giác với những cái gợi ý khi chúng ta rơi vào ở trong những tâm trạng như vậy. Thứ tư là khoảnh khắc. Làm điều tương tự sau một sinh hoạt trong khoảng thời gian nào đó. Đa số những người hút thuốc lá phải có một điếu thuốc sau bữa ăn. Mà hút thuốc nó có một cái chỗ mà ngồi cái chỗ đó hút mới ngon. Cho nên những trung tâm giúp đỡ người ta cai nghiện thuốc lá, người ta nhét cái người đó vào ở trong cái phòng kính với nhiều cái gương, cái kính ở trong đó. Hút vô thở khói ra, hút trở ngược vô. Một chút nó lùng bùng trong đó, chịu không nổi. Ngồi trong chỗ đó thấy cái mặt của mình ở trong những cái gương chung quanh mình đó. Chứ không phải cái ghế mà mình thích bên cái tách cà phê mà mình có. Cho nên người ta đã thay đổi vị trí và người ta dần bỏ được cái thói quen đó. Có những khoảnh khắc rất dễ để nó sẽ xảy ra mà chúng ta cần phải để ý đến và dẹp bỏ những cái gợi ý, những cái thời điểm dễ bắt đầu này. Sau khi cãi với chồng, gọi các chị em bạn, nói xấu với nhau, tôi nghĩ rằng trên đời này không còn thằng đàn ông nào tốt hết. Người bên kia phải rồi, phải rồi. Rất dễ đề cao cảnh giác các chị em. Sau trận bóng đá, say rượu ở quán bar. Vì chúng tôi trong lúc ở trong đội bóng đá, thắng cũng đi uống rượu vì buồn. Thua cũng đi uống rượu vì vui vì buồn mà cũng uống rượu. Thật ra là kiếm cớ. Sau một bài kiểm tra bị rớt thì phải làm một cái. Sau khi bài kiểm tra đậu cũng làm cái bánh ngọt để ăn mừng. Con người của chúng ta tìm đủ cách để mình phạm tội, để mình gây những thói hư xấu, cho nên dời những đó đi. Con người, đây là cái điều khó nhất. Các nghiên cứu kết luận, khi chúng ta gần gũi với ai đó, chúng ta dần sẽ có cùng một thói quen. Và người ta theo dõi 12.000 người trong 32 năm, thì người ta thấy như thế này, cái cơ hội thừa cân sẽ gia tăng 57% khi chúng ta có những người bạn cùng là những người thừa cân. Cái cách ăn uống của họ nó cũng ảnh hưởng trên chúng ta.
bạn bè xấu làm hư thối nước tốt cũng ảnh hưởng trên chúng ta. Có những người họ đã trở lại với, sau một thời gian bỏ thuốc lá rất lâu, gặp lại người bạn cũ, làm điếu đi, rồi thêm điếu nữa, rồi thêm một điếu nữa. Những người bạn cũ có thể kéo chúng ta trở lại. Sau một thời gian đã bỏ rượu lâu rồi, nhưng mà gặp những người bạn cũ, thì những người bạn này họ thóc ký trong một vài câu: từ ngày mày cưới vợ, không thấy mặt mũi của mày, chắc con vợ của mày nó đã còng mày lại rồi phải không? Cho nên mày bây giờ không dám uống một giọt rượu nào nữa hết. Tao không ngờ tao có thằng bạn tệ như vậy. Tệ gì? Mà chúng ta có thể làm cốc đi, rồi hai cốc, rồi ba cốc, rồi một chai, một xị. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng bị kéo trở lại với điều mà mình nghĩ rằng mình đã thắng nó. Những người bạn, chúng ta cần phải để ý. Ở đây cũng có một cái thống kê rất tốt cho chúng ta. Khi chúng ta chơi quen với một người bạn giảm cân, thì 1/3 những người bạn khác cũng có thể được giảm cân sau một thời gian sinh hoạt với người này. Bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh của chúng ta rất nhiều. Để ý đến 5 cái điều này: địa điểm, thời gian, tâm trạng, khoảnh khắc và những con người. Trong Ngôn chương 13 câu 20 chép: ai giao tiếp với người khôn sẽ trở nên khôn ngoan, nhưng kẻ làm bạn với bọn ngu dại sẽ bị tàn hại. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta giao tiếp với người khôn ngoan, để chúng ta cũng sẽ trở nên khôn ngoan như họ. Nhưng mà những kẻ làm bạn với bọn ngu dại sẽ bị tàn hại. Sáng hôm nay khi giảng cho thanh niên, tôi nói: khi các em cần những lời cố vấn tốt đẹp, đừng đi tìm đến những bạn cùng lứa của mình. Vì nó cũng trong cùng một hoàn cảnh với cái kiến thức hiện tại, thì những lời khuyên của nó cũng giống như ý kiến của mình mà thôi. Không, cha mẹ ở nhà, hai ông bà già đó biết cái gì mà nói. Ông mục sư thì ông cù lần, ông ở trong nhà thờ, ông biết chuyện gì ngoài đời để mà ông có thể cố vấn. Ồ, đến với những đứa bạn, mà nhất là những đứa mà gọi là được nhiều người thích, nổi tiếng, chạy đến hỏi nó, nó phán cho một vài câu về áp dụng cái cuộc đời tiêu giống như nó. Để chúng ta có thể bỏ được những thói hư ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta cần xóa bỏ hay là tránh những cái gợi ý có thể kéo chúng ta trở lại và ngắt đi những hành động. Tuần rồi chúng ta được nhắc nhở, nếu chúng ta là một cái người quen với cái thói quen là điện thoại, xin lỗi, đồng hồ báo thức đánh thức của chúng ta mà nó reo lên, chúng ta có chiều hướng đưa tay gối đập nó để chúng ta nán lại thêm một chút nữa, thì tôi đề nghị với anh chị em là đem cái đồng hồ đó để bên kia phòng. Nó reo lên mà muốn giơ tay đập không được, leo xuống đi qua tới bên đó, đó là anh tỉnh ngủ rồi. Amen. Ngắt những cái hành động mà nó có thể đã tạo nên thói quen trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta chi tiêu vượt mức bởi vì mua đồ trên Amazon quá nhiều, thì công việc chúng ta có thể làm đó là đừng bấm mua liền, nhưng mà để vào trong cái giỏ, put in the basket, và nhắc nhở chính mình: tôi sẽ không nhìn nó cho đến 2-3 ngày nữa. Và 2-3 ngày nhìn xong thấy: ủa, mấy ngày nay mình không mua cũng đâu có chết ai đâu. Lúc bây giờ mình không thấy cái sự thúc đẩy là phải mua cho bằng được ngay lúc này, ngay lúc này. Chúng ta có thể giúp đỡ chính mình bằng cách chúng ta ngắt những cái hành động có thể kéo chúng ta vào ở cái trong cái chỗ khó khăn đó. Điện thoại, nếu có những hình ảnh không phù hợp, chúng ta hãy khóa nó lại. Có những người cần được giải cứu khỏi việc xem pornography, tranh ảnh khiêu dâm. Họ tâm sự và chúng tôi nghe và muốn nói với anh chị em cái điều này để chúng ta thấy không ai có ý định là mình sẽ phá hủy hôn nhân của mình, gia đình của mình bằng việc mình xem những tranh ảnh này. Nhưng nó có thể bắt đầu bằng một cái giây phút nào đó mình ở trong một cái tâm trạng mà mình muốn sử dụng nó. Ban đầu lén lút, rồi có người nói với tôi: ông mục sư ơi, nó tệ đến cái độ em ngồi ở nhà, vợ em ngồi gần đó, em giả bộ nhìn coi TV mà em hiện tại đang coi phim ảnh lọ thể.
trong khi người vợ đang ngồi gần đó mà bỏ không được. Tại sao? Vì mỗi lần một bước, bởi những quyết định sai lầm đi sai hướng, mà nó kéo chúng ta vào trong cái chỗ mà chúng ta không thoát ra được. Xin Chúa giúp đỡ. Tôi đề nghị với anh chị em một ý tưởng này để chúng ta nhớ. Tại sao phải cưỡng lại sự cám dỗ trong tương lai nếu bạn có khả năng để loại bỏ nó ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay? Tôi thường khuyên con cái của Chúa, những người trong hôn nhân, nhất là những người trẻ, hãy quyết định sống trong sạch trước mặt Chúa. Quyết định ngay bây giờ. Vì khi chúng ta rơi vào trong một cái hoàn cảnh, ở trong cái chiếc xe đó mà không có ai ở gần, thì chiếc xe nó là một cái giường ngủ có bốn cái bánh gắn sẵn đó. Nếu chúng ta không quyết định trước thì cái giây phút nóng bỏng đó không ai có đủ tâm trí và sáng suốt để có thể quyết định ngay giây phút đó. Nhiều năm về trước, tôi đã quyết định là sẽ không vắng một ngày nào tại bục giảng này, dù hoàn cảnh có như thế nào. Và cảm ơn Chúa bởi quyết tâm đó và tuyển chọn làm những cái công việc, thì cảm ơn Chúa 40 năm rồi Đức Chúa Trời Ngài đã ban phước và tôi không bao giờ vắng mặt ở tại tòa giảng này vì sức khỏe hay một cái lý do nào khác. Trong tuần rồi, sau khi làm cái tang lễ ở trong nhà lạnh rồi xong rồi ra đứng ở ngoài trời nắng lâu như vậy, tôi bị cảm lạnh, ho, khó chịu. Chuyện nó xảy ra ngày thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, sáng thứ ba vẫn còn ho, chiều thứ ba vẫn còn ho, nhưng mà lên tới bục giảng để chia sẻ lời của Chúa không một tiếng ho nào. Quyết tâm anh chị em, quyết tâm ngay bây giờ. Chúng ta không cần phải chờ đến lúc chúng ta gặp cám dỗ chúng ta mới cưỡng lại nó trong tương lai. Ngay bây giờ chúng ta hãy có những biện pháp thật là cứng rắn đối với cờ bạc, ma túy, rượu chè, tình dục. Nếu cần, chúng ta cần được giải cứu. Không có gì xấu hổ hết. Để cho nó đến tồi tệ đến độ như song song, mất tóc, mất mặt, mất tên tuổi, mất chức vụ, mất ánh mắt, mất mạng, chết với những người đang thờ lại tà thần. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Nhớ chúng ta không phải làm những gì chúng ta đã làm. Chúng ta không phải là người bị ảnh hưởng bởi những gì chúng ta đã làm, mà con người Đức Chúa Trời có thể giúp đỡ chúng ta để chúng ta tấn tới. Nếu chúng ta có những thói hư tật xấu, chúng ta đã bị trói buộc, ăn năn quay trở lại, được Chúa Ngài giải cứu rồi, chúng ta tấn tới trong ơn của Chúa. Bỏ những thói hư tật xấu, những điều đang lan tràn, lấy lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong chúng ta là lời cứu được linh hồn. Chúa Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Tôi muốn nhắc nhở anh chị em một điều nữa. Đấng ở trong chúng ta lớn hơn tất cả những chiều hướng của những thói hư tật xấu ở trong cuộc đời của chúng ta. Ngài sẽ giúp cho chúng ta đắc thắng khi chúng ta biết nhờ cậy Ngài và nhường đời sống của mình để Chúa làm việc xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Tin xấu, Samson đã bước mấy chục ngàn bước về hướng sai lầm. Và tạ ơn Đức Chúa Trời, có 52.800 bước ông trở lại với Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Đang bước về hướng sai, trong ơn của Chúa, trong ân điển của Chúa, chúng ta có thể xoay chịu bước trở lại với Chúa, trở về quê của mình, trở lại quê hương của mình, trở lại với dân sự của Chúa, trở lại với chính mình Đức Chúa Trời bởi quyết định của chúng ta. Amen anh chị em. Xin Chúa cho đi chúng ta nhận biết chúng ta có thể bởi một quyết định sai, bởi những bước sai lầm, nó tạo nên thói quen xấu và chúng ta đang rơi vào trong tình trạng mà chúng ta không thích. Câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc: bạn có thấy cái hướng đi mà thói hư tật xấu của bạn đang hướng cuộc đời của bạn là điều bạn muốn có và thích thú với nó hay không? Nếu không, chúng ta có thể đến với Chúa. Đức Chúa Trời bởi ân điển của Ngài có thể cho chúng ta lật một trang sử mới, làm lại cuộc đời, vì Ngài cho chúng ta bởi ân điển của Ngài có cơ hội thứ hai. Đừng kiêu ngạo, nhưng hãy lấy lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em là lời có thể cứu được linh hồn của anh chị em.
anh chị em nhóm lại với VBC Houston. Ở trong những năm tháng qua, chúng tôi đã gieo rất nhiều lời của Chúa vào trong anh chị em. Nhưng mà có người chúng ta kiêu ngạo, chúng ta không chịu áp dụng, không chịu hạ mình xuống để nhận những lời đó áp dụng cho chính mình, mà cuộc đời của chúng ta không thấy có gì thay đổi. Hay là chúng ta đã từng có một đời sống tốt đẹp, nay chúng ta đã tuột xuống đến cái độ mà chúng ta thấy rằng trở nên sa ngã nguội lạnh. Samson có nhiều cái bước như vậy để đi từ quê hương của mình để rồi ông đến Gaza, chỗ lòng của đất địch. Và cuối cùng ông đã nhưng về rất trễ. Khi ông xin Đức Chúa Trời cho ông một cái ân huệ cuối cùng, cho ông sức mạnh trở lại, ông bảo những đứa trẻ dắt ông đến để ông có thể thấy những cây cột chính ở của đền thờ, để ông có thể dựa tựa lưng của mình. Chúng dắt ông đến, ông rờ được hai cây cột chính, ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Chúa cho ông lại có sức mạnh. Ông đã kéo hai cây cột đó đổ xuống, thì những người quan quyền ở trong số của những người Philippines và hơn 3.000 người đang thờ lại tà thần Dagon đã chết ở trong trầm sụp căn nhà đó. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng anh em của ông từ quê hương đã lặn lội đến lấy xác ông về để chôn ông nơi quê hương của ông. Ông cũng trở về quê hương, nhưng mà trong trường hợp của Samson là trở về khi nó đã quá trễ. Cảm ơn Chúa, trong ân điển của Chúa tôi công bố ngày hôm nay, không ai trong chúng ta tại đây sẽ để cho cuộc đời của chúng ta quá trễ. Lại với Chúa, chúng ta nhờ cậy Ngài để Chúa có thể giúp đỡ chúng ta. Chúng ta đắc thắng tội lỗi, chúng ta đắc thắng những thói hư tật xấu, chúng ta biến đổi để cuộc đời của chúng ta sẽ là những lời làm chứng. Người ta sẽ nói, tôi muốn có một đời sống kính sợ Đức Chúa Trời và được phước giống như anh đó chị đó. Tôi muốn có một hôn nhân giống như anh đó chị đó. Đó là phước hạnh anh chị em. Cảm ơn Chúa. Hôm sau vợ chồng của chúng tôi kỷ niệm 39 năm ngày cưới. Nhà tôi đăng lên một cái tấm hình vợ chồng đang ngồi ăn ở tại một cái tiệm ăn. Có các đầy tớ của Chúa, các mục sư ở xa vào và có một vài lời bình luận nhắn tin chúc mừng. Một trong những điều làm cho tôi cảm tạ Chúa vô cùng đó là có những người nói hôn nhân của ông bà mục sư là niềm khích lệ, là một cái gương mẫu mà chúng con noi theo. Anh chị em, được những lời đó thì vợ chồng chúng tôi đã chọn mỗi ngày một bước tiếp tục bám chặt lấy Chúa, nhờ cậy ơn của Ngài. Cũng có những lúc cãi nhau chứ, nhưng mà tạ ơn Chúa có bất hòa và chúng tôi đã định một cái luật là không để cho mình giận nhau quá 15 phút. Rồi một trong hai đứa phải tìm cách chọc cho đứa kia cười, chích cho áp suất nó thoát đi, rồi có thể ngồi và nói chuyện phục hòa với nhau ở trong ơn của Chúa. Không dễ, 39 năm, nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi có thể đếm ở trên hai bàn tay của mình số lần chúng tôi giận nhau. Tại sao? Bởi vì có một mục tiêu, lý do tại sao gia đình của chúng tôi phải hạnh phúc. Mục tiêu của chúng tôi ngay từ đầu là Chúa xin ban phước trên hôn nhân của chúng con, để sẽ là một lời làm chứng cho các hôn nhân khác rằng một gia đình kính sợ Chúa để Chúa làm chủ, chúng con có thể sống hạnh phúc như vậy. Amen. Xin Chúa dùng hôn nhân của chúng con để nói với những người trẻ là những người đã mất niềm tin và hy vọng đối với hôn nhân. Họ sẽ thấy rằng hôn nhân của họ có thể được hạnh phúc qua lời làm chứng và gương của gia đình của chúng con. Chúa ngài ban phước và ngợi khen Chúa. Theo như lời của nhà tôi ước ao và tôi cũng amen, Chúa cho chúng tôi nhiều năm nữa để cùng nhau hầu việc Chúa. Hôn nhân của chúng tôi vẫn là một cái niềm khích lệ cho nhiều cặp vợ chồng trẻ hầu việc Đức Chúa Trời. Phước vô cùng. Có Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta, hôn nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta cũng được phước vô cùng. Amen. Anh chị em có muốn thấy điều đó cho đời sống của mình không? Xin Chúa ngài giúp đỡ cho mỗi một chúng ta. Bây giờ này xin mời hết thảy chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Để chúng ta có những thói hư tật xấu, có những chỗ lầm lỡ, những cái bước mà chúng ta đã bước sai lầm, ăn năn quay về, Chúa ân điển của ngài đủ để tha thứ cho chúng ta. Và Chúa ngài rất muốn giúp đỡ cho chúng ta vì ơn cứu rỗi của Chúa cần phải được rao báo ra cho nhiều người, bởi những con người được người ta tiếp nhận
sứ giả được tiếp nhận trước khi chúng ta rao giảng sứ điệp thì nó mạnh mẽ vô cùng. Xin Chúa ban phước trên chúng ta trong ơn của Chúa. Nếu có ai khao khát và nói rằng là Chúa, con muốn đời sống của con được thay đổi một cách tuyệt vời trong ơn của Ngài, và mục tiêu của con là cuộc đời của con, gia đình của con, hôn nhân của con, để làm sáng danh Chúa, để quy vinh hiển về cho Ngài, tôi cũng muốn cầu nguyện cho những anh chị em đó. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy biết cầu nguyện. Cho kính yêu chúng con tạ ơn Chúa. Để bởi sức của Ngài, bởi sự giúp đỡ của Chúa và làm việc qua đời sống của chúng con, như lời của Chúa, chúng con giờ này lấy lòng nhu mì khiêm nhường, nhận lấy lời đã trồng trong chúng con. Cảm ơn Chúa vì những lời đã trồng trong chúng con trong ngày hôm nay, trong sứ điệp này và trong những năm tháng qua. Chúng con quay trở lại với Chúa và xin Chúa giúp đỡ cho chúng con để chúng con nhận, chúng con áp dụng vào trong đời sống của chúng con. Nguyện xin lời của Chúa tiếp tục rửa sạch tâm trí của chúng con, đời sống của chúng con, thánh hóa chúng con bởi lời của Ngài. Là Chúa Thánh Linh, xin quyền năng của Ngài tiếp tục thánh hóa chúng con bằng ơn, bằng sức, bằng quyền năng cho chúng con, để chúng con có thể thay đổi. Và bởi sự đắc thắng mà Chúa Ngài cho trong đời sống của chúng con, cuộc đời của chúng con sẽ tiếp tục là một lời làm chứng sống động để nhiều người cũng sẽ được kéo đến với chính mình Ngài. Cho con cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài thêm ơn, thêm sức cho chúng con. Chúng con công bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ không một thứ tật xấu nào đứng nổi trước ân điển và quyền năng của Ngài. Tất cả đều sẽ bị đánh sập vì danh của Chúa, mà chúng con thấy tất cả những đồng lũy, những thành trì nổi lên nghịch cùng sự biết Đức Chúa Trời, những tư tưởng nổi lên nghịch cùng sự biết Đức Chúa Trời phải bị đánh hạ ngay giờ này trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Bởi ơn của Chúa, Chúa giúp đỡ cho chúng con để trong những lúc chúng con cần, chúng con nhận biết mình yếu đuối, thì Chúa, sức mạnh của Ngài được nên trọn vẹn ở trong chúng con và dắt chúng con đi đến chỗ đắc thắng. Như lời của Chúa đã định, chúng con chẳng những thắng mà đã được thắng bội phần ở trong Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa, chúng con phó dâng hết thảy anh chị em chúng con cho ân điển của Chúa, lần điển đã cứu chúng con, cũng lần điển ban chúng con sức mạnh, quyền năng để chúng con có thể làm theo sự kêu gọi của Ngài. Tạ ơn Chúa, chúc tụng Ngài. Chúa ban phước, quý của Chúa rửa sạch tội lỗi chúng con và làm chúng con sạch mọi điều gian ác. Chúng con tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa cho ban phước trên anh chị em. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.